Xin chào quý vị và các bạn, cơn bão số 3 có tên quốc tế là Ma-on, dù không đổ bộ trực tiếp vào nước ta, nhưng hoàn lưu mây bão sẽ gây ra một đợt mưa to đến rất to cho khu vực Bắc Bộ, kéo dài từ chiều tối nay 25 tháng 8 đến hết ngày mai 26 tháng 8. Quý vị cần lưu ý. Cụ thể, ngay từ chiều tối nay, Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa, trong đó trọng tâm là khu vực đồng bằng Bắc Bộ, sẽ có mưa vừa mưa to. Từ đêm nay sang ngày mai sẽ có mưa to đến rất to với lượng mưa ước tính lên tới 100-200mm, có nơi trên 300mm. Do mưa lớn nên từ đêm ngày 25 tháng 8 đến ngày 27 tháng 8, thượng lưu các sông suối khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa khả năng xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ lên ở khu vực thượng lưu các sông từ 2 cho tới 5m, hạ lưu từ 1 đến 3m. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Ngoài mưa lớn thì người dân khu vực Bắc Bộ cũng cần đề phòng trong mưa dông đi kèm với lốc sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Riêng khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng cần đề phòng với khả năng có gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên chiều tối và đêm 24 tháng 8, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Mưa dông tập trung vào chiều và tối với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Về nhiệt độ, từ sáng đến trưa nay, Bắc Bộ trời có nắng với nền nhiệt cao nhất là từ 31 đến 34 độ. Khu vực Trung Bộ mức nhiệt cao hơn phổ biến từ 31 đến 35 độ. Còn lại Nam Bộ trời nắng gián đoạn với mức nhiệt từ 30 đến 33 độ. Trên biển, bão số 3 Ma-on vẫn đang di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc. Đến 16 giờ chiều nay ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía bắc bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 310 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông và phía bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, biển động dữ dội. Ở khu vực phía bắc của vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, từ khoảng trưa nay gió mạnh dần lên cấp 5, sau tăng lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động mạnh. Bản tin thời tiết sáng ngày 25 tháng 8 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.